cái cười coi. Yếu ớt cười coi. À, con đang làm cái gì? Con nói lá sushi cuốn đậu hũ kho. Nha. Con đâu kêu là cá chay, chay là vegetarian, đúng không? Con nói là con làm cá chay. Đếm coi con làm được bao nhiêu cái rồi. 10 cái. Ừ, vậy quá giỏi, tiếp tục làm nha. Ừ. Đi vô các bạn nội giỏi lắm. Con thích làm không? Ừ. Chơi nhiều cũng không tốt, vừa chơi rồi vừa làm việc, đúng không? Ừ.